Không phải là do người tu thiền lâu ngày thì người có cái huệ căn không biết, nhưng mà ngài có những cái dấu hiệu của một người có thần thông. Ví dụ như là thiền viện ngài trong, trong núi rừng ấy, mà hành giả ở phương xa tới thì nghe có người thì tình cờ ghé, khách du lịch tới tình cờ ghé là hoan nghỉ ở lại tu, và có người nghe đồn rồi, rồi tới ở tu. Và có những cái chuyện rất là đặc biệt, thứ như ngài nói cho mấy người mà tri sự, mấy cư sĩ tri sự trong chùa, tri sự nghĩa là mấy người lo việc chùa, ngài nói rằng coi dọn thêm hai cái phòng nghe, dọn thêm hai cái phòng với nó nhà bếp thêm thêm ngày mai thêm thức ăn, chúng mình chắc ngày mai cũng có mới khách tới thăm đấy, mà ngài đâu có xài phone, ngài sao chắc chắn là ngài không có email rồi, không phải không có mà ngài không biết luôn. Đấy. Mà đúng có đúng hôm sau có mấy người khách tới, có phòng có đồ ăn cho họ, một chuyện. Rồi có mấy lần học trò hành giả của ngài đó xin phép ngài về Bangkok, vì ngài ở Chiang Rai, ngài ở Y Sản, thì họ mới xin phép ngài về Bangkok. Cái ngày đó là trễ một chút đi, 2 ngày nữa rồi về. Thì đúng như vậy, nhờ họ làm đúng như lời ngài như vậy thì cái công việc mà họ cần phải giải quyết đó, đúng là nhờ họ về trễ đó, cho nên nó suôn sẻ. Thế đó các vị nghe kịp không? Tức là lẽ là nếu mà họ về trước đó, thì 2 ngày không làm ăn được gì hết, mà mất 2 ngày tu thiền. Còn đằng này là nhờ họ về trễ cho nên họ có được thêm 2 ngày tu thiền. Và về tới nơi thì ví dụ nha, ví dụ họ lỡ hẹn ngày đó, mà người đó họ bị có vấn đề gì, có việc nhà, phải 2 ngày sau họ mới giải quyết cho. Hay như vậy đó. Hay như vậy. Thì như hẹn trong nha sĩ để làm răng, nhưng mà ông nha sĩ nó có việc nhà, ông nha sĩ quen vậy, 2 tuần sau 2 ngày sau ông mới chậm đấy. Mà nhiều chuyện như vậy, rất là nhiều chuyện. Còn ví dụ như ngài đâu phải là nhà khoa học, nhưng mà ví dụ như ngài nói là mấy ngày tới, bây giờ đây ngày mai ai muốn đi đâu thì đi nha, nhưng mà mấy ngày tới đi đứng khó khăn đó, đúng. Thì mưa tầm gió tả, coi như là cái cầu gỗ mà bắc ngang con suối mà dẫn về làng đó, bị nước nó cuốn trôi bắc, và mưa tầm tã không đi đâu được hết. Và các vị biết rồi, ngài nói theo kiểu ngôn ngữ mình là ngài nhà quê lắm, ngài âm lịch cũ chuối lắm, ngài đâu có biết máy móc gì đâu, nhưng mà lạ lắm, ngài tôi giới thiệu đó là lạ. Nãy giờ tôi chỉ kể cái vòng ngoài, cái này mới chính nè. Rồi có mấy ông thương gia đại gia đó cũng nghe đồn là ngài đạo cao đức trọng, mà ngài có thần thông. Có người nói ngài giỏi bùa, có người nói là ngài nuôi âm binh đấy. Mà nói nôm na là ngài biết trước được nhiều chuyện lắm, cho nên họ mới vô họ lại ngài, họ vô rừng đó, mò vô trong rừng đi xe đi đò vô rừng kiếm ngài lại ngài. Họ mới trình với ngài muốn làm chuyện này chuyện kia, xin ngài cho lời khuyên. Rồi còn có người ấy, thì họ hỏi ngài nhờ ngài bói về tương lai tình duyên này cũng lâm hết. Mà ngài là thiền sư, ngài dạy thiền mà quần chúng nó vậy mới ác chứ. Mà tôi nói thiệt, nếu bây giờ mà tôi có cái nghề bói giỏi thì cái người đến với tôi nhiều lắm. Và tới để học giáo lý, mà tôi dám bảo đảm là tới là nhờ tôi bói không, mà tôi hứa nó có thiệt. Hoặc là ví dụ như tôi bây giờ mà tôi có khả năng mà tôi chạm như người nào mà họ được mát lạnh á, không còn đau đớn nữa, nó là trời ơi, tôi hốt bạc. Chứ đừng có nói chữa ung thư nha, không cần chữa ung thư, không cần chữa tiểu đường, không cần chữa covid, chỉ cần họ bị đau đớn, họ bị nhức nhối mà tôi chỉ chạm nhẹ ngón tay vô là nó mát lạnh, nó thoải mái, mà có chết cũng chết thanh thản với nụ cười trên môi, ví dụ vậy. Nên là tôi kéo người một tỷ luôn nha, thì vị này cũng vậy, là quần chúng thì nó tu hành thờ phật, cái thật ra đó là mình cứ nhắm nó toàn mấy lợi ích trả tiền không à, mấy cái ba xu thôi. Thì họ lời nhờ ngày mối, thì ngài nói một câu rất là hay. Cái câu đầu tiên ngài nói là luật cấm thì kheo không có làm thầy bói, không có làm phong thủy, không có làm thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy tụng. Cái câu đầu tiên bà con phải nhớ cái đó nha, nếu bà con nghĩ tôi là tỳ kheo thì mấy cái vụ đó dẹp. Đấy. Câu thứ hai, ngài nói rằng đó bói đó là dựa vào cái tiền nghiệp quá khứ thôi, mà trong khi bà con mỗi ngày bà con lại tạo ra vô số cái nghiệp mới thì bói sao được bói. Thí dụ như bà con thường ngày gọi là liên tục tu hành miên mật bố thí trì giới thiền định thì tôi dễ bói, còn năm nay bà con là một ngày là bất thiện bao nhiêu phần trăm khỏe, bao nhiêu phần trăm bói sao ra. Chỉ một cái hạng người mà bói dễ nhất là thuần ác hoặc thuần thiện, hay mình dễ bói,
Còn như bà con toàn là 50-50 hoặc là 30-70, 40-60 sao bói. Mà cái câu này hay này. Nhưng mà tôi chốt là cho bà con nhớ câu này. Bói tương lai không bằng tạo tương lai. Đấy, cái câu này bây giờ tôi bắt đầu tôi quay lại cái bài giảng của tôi. Theo cái quan điểm của người Pa Ao á, thì mình có thể tin được kiếp này mình chứng thiền chứng thánh. Không có cần thầy bà nào bói, mình tự bói với mình. Mình bói cái tương lai bằng cách là mình tạo cái tương lai, nó chắc ăn hơn. Tôi cứ đi đến tôi hỏi người ta tôi có làm bác sĩ được hay không, nó không chắc ăn. Cái này mới chắc ăn này. Tôi đi học ngành y. Đó, học siêng, học giỏi. Đấy, cố gắng nỗ lực. Đấy. À, tất cả cho cái ngành y. Thì với những cái đó thì tôi có thể bói được cái tương lai tôi là bác sĩ hay không. Ít nhiều, mấy chục phần trăm. Và đời này học điểm là học, cứ đi gõ hết cửa này tới cửa kia mà nhờ bói đó thì tôi nghĩ là khó lắm. Không, khó lắm. Tôi nhớ ông Socrates đó. Có lần ông ngồi ở chỗ ngã tư đường, có cái ông khách lạ cái hỏi gì chứ từ đây ra chợ bao xa. Ông im lặng, thì ông khách tưởng là Socrates bị lãng bài. Ông mới hỏi lần nữa, ông kê lỗ tai, ông hỏi đây ra chợ bao xa. Socrates ông có nói ông bực cái ông nói câu quăng lại câu gặp cái thứ dở hơi. Ông bỏ ông đi, để ông đi được mấy bước thì Socrates mới kêu ông lại. Socrates nói bằng cái ngôn ngữ Hy Lạp thời đó, nói bằng cái cách nói của văn minh thời đó, mà mình dịch bằng ngôn ngữ bây giờ đó, làm nó đây ra chợ khoảng 15 phút. Không biết lúc đó có đồng hồ chưa, nhưng mà một cái đời ổng đưa trong cái đơn vị mà của cái thời đó, một khắc, một canh vậy đó, nó đây ra khoảng 15 phút. Thì ông khách kêu hỏi tại sao nãy em nói, thì Socrates nói tôi phải coi ông đi nhanh chậm rồi tôi mới nói được. cho nên các vị hỏi tôi. Mày hỏi tôi chứ bây giờ con có đắc đạo được hay không? Để tôi coi có bị tu kiểu nào ra. Đấy, tôi mà nói vậy thôi. Chứ còn bà nội tôi có biết gì tu kiểu nào. Ví dụ như cái đối với tôi mà cái thứ mà đi chậm chậm rồi ăn mà chậm chậm rồi cái gì cũng cà ra cà mò mà nói cái đó là thiền thì tôi thề đọc tôi không có dám tin nó là thiền. Bởi vì nó cà ra cà mò mà trong đầu nó bóng giật rồi nó thất niệm. Tôi còn biết được chuyện nữa, nó là ngày Techaniya. Ngày Techaniya là thiền sư mà chuyên trách dạy cho Sumin. Mấy người mà thấy ngài họ, có nhiều người họ bị sốc là ngài không có cái phong thái của thiền sư. Ngài ăn nhanh lắm, ăn nhanh nè. Mà lên trình pháp thì ngài ngồi ngài chống tay này, giống như người chán đời vậy đó, ngài giống như người trả nợ quỷ thần vậy đó. Rồi cái câu trả lời là nhiều khi giống như là đùa cợt người ta, giống như là coi thường ta vậy đó. Ví dụ như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là ngài có chánh niệm trong lúc ngài ăn hay không, ngài đi đứng, ngài sinh hoạt, ngài thoải mái lắm, ngài không có phong thái mà như ngài Sumin sẽ đo. Ngài Sumin là cái vị ổn tâm muốn đeo, các vị có nhớ không? Cái mặt khó đanh đó. Nhìn cái vị đó làm nó thấy là tứ niệm xứ, không khí niệm xứ là dày đặc rồi. Nhưng mà ngày Tây Chánh Gia thì cũng có ngày nhìn ngày đại khái. Còn ngày gì ta, ngày ở trên cha, tôi đâu có, tôi hậu sanh, tôi đâu có duyên gặp ngày. Tôi có coi mấy clip trên YouTube á, ngày nói chuyện, ngày cười tính mơ, ngày cười mà ngày lúc thì ngồi ngày chống tay nè, ngồi không giống thiền sư. Ngày ở trên cha rồi ngày coi có mấy clip thấy ngày cầm chổi ngày quét, mà thấy cái y áo ngày thoải mái lắm, ngày không có trùm vấn như mấy vị sư mà Pa Ao Việt Nam á. Việt Nam mà có lợi mà Pa Ao Việt Nam á. Đi bên Miến Điện tôi đi ăn về lúc nào cũng y áo quấn cái mít rồi là đi đứng đường cấp bí giá cho ngày ở trên cha này, ngày Tây Chánh Gia không có lạ như tự quán Việt Nam. Tự quán Việt Nam đi trước Miến Điện tới mấy bước rồi. Thì coi như là ngày thoải mái lắm. Cái quan trọng nhất là nội tâm ngày ra sao. Đây, cái đó mới quan trọng nha. Thì đây cũng vậy. Thì tôi không thể nhìn, tôi đánh giá các vị. Tôi chỉ nói cho các vị nghe thôi. Các vị muốn biết mình có đủ ba la mật hay không thì hãy coi có lối mòn nào mà mình đang đi. Tất cả con đường quý vị đang đi, tôi xin bảo đảm 1000% đều là lối mòn hết. Ngay cả Bồ Tát Đắc Đạt. Bồ Tát Đắc Đạt cho đến khi mà ngài Ân Vi Thắng Ma Vương xong mà ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, ngài vẫn đi theo cái con đường mà chư Phật quá khứ đã đi. Bởi vì trong chú giải ghi rất rõ, tất cả Bồ Tát chấm đẳng giác trước khi thành đạo đều lấy cái tứ thiền mà đắc bằng đề mục hơi thở. Nói rõ nha, đều lấy cái tứ thiền mà đắc bằng đề mục hơi thở, lấy cái tứ thiền nó làm nền để làm chi, để quán, để mà nhập vào đó xong rồi xuất ra,
lấy cái khả năng định tâm và bình thản của người tứ thiền mới vừa xuất ra, quán chiếu 12 duyên khởi, tự nhiên nghĩ ra 12 duyên khởi để mà quán chiếu và chứng Phật quả, thì rõ ràng cái con đường này đi cũng là con đường cũ của chư Phật thôi. Mặc dù tự ngày đi trong không Phật nào thò tay nắm dắt ngày hết, nhưng mà tự ngày đi, nhưng mà phải vẫn đi trên con đường đó. Thì bà con mình hôm nay cũng vậy, trong mỗi phút trôi qua mình coi mình đang đi trên cái lối mòn nào. Tôi xin nói rõ nha, đừng có tưởng mình là tăng ni, mình đang có mặt trong thiền viện, rồi mình đang có mặt trên cái lối kinh hành, mình đang ngồi trên tọa cụ, rồi mắt mình nhắm hoặc chân mình bước một cách gọi là khẽ khàng chậm rãi, đó là tuệ quán của chúng ta. Và cái quan trọng nhất là cái tâm tưởng các vị nó, lúc đó nó đang trôi trên cái lối mòn nào đó. Cái tam nghiệp thường nhật của mình ấy, nó được diễn ra này, trong cái lối mòn nào, cái đó mới quan trọng. Còn cái chuyện mà các vị đi từ từ, ăn từ từ, nói từ từ, mắt nhìn xuống, ít cười, ít giao tiếp, rồi đó, tôi không tin, tôi không có lấy đó làm cái chuẩn. Mà cái quan trọng nhất là các tội tâm các vị lúc đó có niệm và có tuệ hay không. Niệm là biết rõ mình đang ra sao, và tuệ biết rõ mọi thứ đang diễn ra nó là cái gì, biết rõ cái hao và cái quát, cái đó mới là cái thước đo chuẩn nhất. Mà thật ra mình cũng chẳng cần biết mình có khả năng đắc hay không, mà mình cứ đi đúng con đường đó. Tôi nhớ có một vị thượng tọa dạy cái kinh nghiệm đi leo núi thế này, một là leo núi, hai là đi đường xa đó. Thì nó nói thế này, mình cứ nhìn cái con đường, nhìn cái khoảng cách trước mặt mình nó khoảng tầm 2 mét, và cứ cắm cuối mà đi, cắm mà đi. Vì nó nghe thì nó kỳ, nó như vậy nó thú vị lắm. Cứ nhìn trước mặt mình khoảng 2 mét thì cứ nhìn nó mà đi, thì con đường nó sẽ ngắn đi. Còn vừa đi mà vừa cứ nhẩm nhẩm, chết trời, phải lỡ tới cái gốc cây thông kia đó, rồi quẹo phải, rồi mới tới cái quán nước. Là như vậy là được 1/3. Rồi từ quán nước đi một đổi gặp cái hồ đó thì coi như là một nửa. Mà cứ ngồi nhắm thì nó xa, mà nó lâu, mà nó mệt lắm, và không có tận hưởng, không có thưởng thức được. Này, không có tận hưởng, không có thưởng thức được cái cảm giác thoải mái lẽ ra phải có trên cái con đường đó. Cái này rất là quan trọng nha. Dù con đường nó xấu quá, nhưng mà nếu mình đi trong chánh niệm ấy, thì con đường nào cũng thú vị như nhau hết. Tôi xin đoan chắc 1000%, chứ không phải 100 mà 1000%. Nếu mà đi bằng chánh niệm, đi bằng trí tuệ đó, thì con đường nó xấu quá, nó vẫn cho mình cảm giác an lạc y chang như con đường đẹp. Là vì sao? Vì lúc đó mình đang nổi hướng này, giống như ăn vậy đúng không quý vị? Ăn Osawa đó, chỉ có muối mè gạo lứt thôi, nhưng mà phải nói nó ngon là vì sao? Vì mình cứ tập chú trong cái chuyện nhai, cứ nhai cho kỹ, nghiền cho nát, nhai nó vỡ rác nát từng cái hạt mè, rồi tự nhiên nó thơm, nó béo và vị nó ngon thôi. Đấy, cái dịch vị mà tiết ra lúc đó làm cho cái miếng cơm nó ngon thôi. Đấy, thì ở đây cũng vậy. Ở đây là mình sống chánh niệm, sống tuệ quán, chính là mình đang gặm nhấm từng cái hạt mè thực tại. Nếu các vị có hiểu không? Lúc đó mình đang đi trên một cái lối mòn đó, lối mòn đó, lối mòn dẫn về bờ giác đó. Còn không kéo đó, thì mỗi phút trôi qua đó, chúng ta có hàng trăm cái lối mòn để mình đi mà mình không có ngờ. Mặc dù trên người mình đang khoác áo tăng ni, mặc dù mình đang mặc áo của một hành giả, nhưng mà cái tâm mình hay quẹo qua những lối mòn mình không có ngờ. Ví dụ nha, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích giao tiếp, thích những mối quan hệ, thích nghiên cứu kinh điển, thích nổi tiếng, thích tình cảm, thích được yêu thương và thích yêu thương. Tất cả đều là những lối mòn. Mình ngồi như thế này mà cái tâm mình nó phóng, nó hướng theo những lối mòn mà mình không ngờ. Như trong kinh Phật dạy, cái tâm thức chúng sinh ấy, nó giống như là con vật vậy đó. Con chim nó cứ tìm cơ hội để nó bay lên, con cá nó cứ tìm cơ hội để nó về nước, rắn rít chồn cáo thì nó tìm cơ hội để nó về hang hốc và lùm bụi. Luôn luôn là như vậy, phải tin như vậy nha. Cái gọi là tâm viên ý mã nó chưa có đủ đâu, mà phải nói cái ví dụ Đức Phật. Đức Phật nghe thì nói là cái tâm thức mình nó giống như một cái bầy động vật và bầy mấy con vật vậy đó. Tức là nó tâm tham nó đi tìm cái cảnh giới của tham, cảnh giới tham, mà tâm sân nó đi tìm cảnh giới của sân, hoài nghi mạng kiến, nó mỗi cái nó đi tìm cái để mà nó nhắm tới. Rồi con mắt nó cũng đi tìm cái chỗ để nó tới, lỗ tai thì mũi lưỡi nó cũng đi tìm cái để mà nó thưởng thức, để nó ghi nhận nha.
Thì như bài giảng vừa rồi cho cái lớp internship tôi có nói chữ Pakatát. Đấy, chữ Pakatát cái là nổi bật. Dầu thế giới này nó có thiên hình vạn trạng, nó có gồm bao nhiêu triệu ngàn tỷ thứ đi nữa, thì trong mỗi phút trôi qua chúng ta chỉ sống với một cảnh mà thôi. Cảnh nào nổi bật à, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, mỗi một khoảnh khắc đó. Và có cái 121 tâm đó, thì dĩ nhiên mình phàm thì mình đâu có tâm thấm, mình không chứng thiền thì làm gì có tâm đáo đại, đúng không? Như vậy thì mình sống một tâm dục giới. Và dĩ nhiên trong tâm dục giới có ta có mấy cái tâm mà tâm tố mình cũng có, đúng không? Rồi. Như vậy thì mình nói tổng quát là trong mỗi một phút trôi qua đấy, tùy thuộc vào cái căn cơ, khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống, mà mỗi phút, mỗi một giây trôi qua chúng ta sống với cảnh nào trong vô lượng cảnh. Mà vô lượng cảnh gom gọn là nằm trong sáu cảnh. Nhưng mà tôi nói vô lượng này có nghĩa là có biết bao nhiêu cái để mình nhìn, có biết bao nhiêu cái để mình nghe, nên tôi gọi là vô lượng nha. Rồi. Thì mỗi phút trôi qua chúng ta chỉ sống với một cảnh, mỗi giây ấy, chúng ta sống với một cảnh và sống với một tâm mà thôi. Cái tâm nào nổi bật và cảnh nào nổi bật. Tâm nào nổi bật là sao? Tôi đang ngồi thiền, tôi nghe một cái đồng. Tùy vào cái căn cơ, cái trình độ của tôi mà tâm nào nó nổi bật lúc đó. Biết trong rừng có nghe kịp không? Ví dụ như tôi là người nhiều từ tâm, tôi là người nhiều tâm từ, tôi nghe một cái đồng của tôi nghĩ có ai bị gì không ta, à có ai bị gì không ta, còn ông nhân đánh ông rất là nóng, nghe một cái đồng một cái nói trời đất ơi, bộ không biết giờ này ta ngồi thiền hay sao mà giùm quá, các bạn nghe không? Đấy rồi phan, còn bà má bên đây ngồi thiền mới nghe một cái đồng, tôi nhớ đến đứa con gái bà nó đang làm việc nhà bếp. À, tức nghĩa là ai cũng thể bị tai nạn, nhưng mà cái người đầu tiên mới nghĩ là con gái bắt trước, hai mẹ con đi làm hành giả, đúng không? Rồi cái thay phiên nhau làm việc ở nhà bếp, đúng không? Rồi, bây giờ bà má lên ngồi thiền, đúng không? Rồi, bà nghe nhà bếp cái đồng là chuyện đầu tiên là cái ái mà nó làm việc trước, bà nghĩ đến con gái của bà. Đấy, còn có người thì họ bực là đứa nào đã làm ông dùm đâu lúc đã tu thiền, cả thiền viện ai cũng biết giờ này giờ thiền, mà lọ mọ là sao mà để mà dùm như vậy là sao? Đó là sai. Còn cái bà má mới nghĩ đến con gái bằng ái. Còn cái người có tâm từ thì sao? Có ai bị gì không ta? Cái chữ ai đây là bao gồm tất cả, including everybody à, thấy chưa? Thì sao? Còn bà kia bà chỉ gom gọn của đứa gái, còn đứa gái bà là exception. Đấy, nhưng mà ông kia cũng gom hết. Như vậy mình thấy chỉ có một tiếng đồng thôi là mình thấy cái tâm nào nổi bật. Đó, trước hết là nhĩ thức nổi bật. Đó, tâm nhĩ thức. Rồi tiếp theo đó là tâm tham nổi bật, hay là tâm sân nổi bật, hay là từ bi nổi bật. Thấy chưa, thấy chưa? Rồi có người lúc đang rớt cái đùng, tôi bảo đảm 1000% trong đám hành giả nghe, hành giả ngồi trong thiền hành, trong đó có hành giả không có nghe, tôi biết. Như vậy thì tôi bây giờ nói trên núi, chứ cách đây 2 năm là tôi sống ở dưới rừng. Cái rừng cách tôi 2 giờ lấy xe, nó sát bên đường ray xả lửa. Rừng nhưng mà có cái đường ray nó chạy cắt ngang rừng. Các vị có tin không? Các vị có tin đó là rất nhiều người đến thăm tôi, họ ngồi nói chuyện mà cứ họ cứ nhăn mặt hoài, mỗi lần xe lửa đi ngang, họ nhăn mặt, nó trời ơi, đi ồn quá xíu. Nhưng mà tôi nói riết cũng quen, tôi chỉ nói cái đó thôi, chứ còn tôi nói nữa, họ nói tôi nổ. Tôi biết tôi không có nghe, các vị biết không? Không phải tôi biết, nhưng mà khi mình nó đã quen rồi đó, thì nó sẽ tạo nó có câu lớn quá nhỏ mà nhỏ hóa không đó. Đấy, khi mà buổi đầu mình đặt vấn đề nó lớn chuyện đó, thì nó khác, nhưng mà bây giờ khi nó quen rồi thì sao, nó quen rồi bắt đầu nó trở thành bình thường, mà bình thường nó trở thành nhỏ mờ nhạt à, chỉ điểm đơn giản vậy thôi. Nên cho nên có nhiều hành giả lúc đó ngay cái lúc mà nó kêu có cái gì đó, nó kêu cái đùng đó, thì lúc đó họ đang bị mũi chích, hoặc lúc đó họ ngay cái lúc họ đang phát hiện là họ bị tê cái chân, họ bị đau đầu gối kinh khủng đó. Hoặc là họ bị một cái, họ nghe bị lối ở trong tim, một lối trong bao tử, hoặc là ở lưng ấy. Thì lúc nó nghe cái thời điểm mà nghe cái lúc họ phát hiện được là họ bị đau ở chỗ nào đó, thì ngay lúc đó là cái tiếng đùng nó xuất hiện à, nó xảy ra, đúng không chưa? Thì lúc đó đối với họ cái tiếng đùng nó không có, mà nó lại cái xúc giác, lúc đó chỉ chú ý đến cần đào vậy thôi, thấy chưa? Đó. Như vậy thì mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một khoảnh khắc hiện hữu ấy, tùy thuộc vào cái tâm sinh lý, tùy thuộc vào cái căn cơ, cái sở tánh của mỗi người, mà cái tâm nào nổi bật và cảnh nào nổi bật
Và ngay lúc đó toàn bộ vũ trụ với vô lượng chúng sinh trong đó, đối với chúng ta tất cả là zero. Lúc đó toàn bộ vũ trụ, tất cả chúng sanh lúc đó là zero. Bao nhiêu vấn đề chính trị, văn hóa, tôn giáo, lịch sử, xã hội, tất cả là zero. Lúc đó chỉ có một cái tâm đó và cái cảnh đó mà thôi. Cái chữ này là chữ Pakata, là cái gì nổi bật. Pakata nó nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là nổi bật. Cái chữ này được các ngài sử dụng ở trong Thanh Tịnh Đạo và trong Mahatika đó. Có, trong đó các ngài giải thích tu tướng niệm xứ là tu như thế nào. Thì các ngài giải thích tu tướng niệm xứ là sống chánh niệm và trí tuệ với cái gì nổi bật nhất, sống hết mình với cái gì nổi bật nhất. Cho nên người ta học kỹ bốn đề mục thân, thọ, tâm, pháp, phải học kỹ. Niệm thân là sao, niệm thọ là sao, niệm tâm là sao, niệm pháp là sao, học hết. Rồi bắt đầu bằng thân quán trước. Tức là bắt đầu là sao? Ngồi theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi các cái tư thế sinh hoạt. Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, đứng biết là đứng, nói chuyện biết là nói chuyện. Đấy, ví dụ như vậy. Ví dụ như bây giờ mình quay lại một hơi thở đi. Mình đang ngồi theo dõi hơi thở. Thì lúc đó đó, trong kinh Đức Phật ngày dạy được hơi thở mà lòng của nó là cả bốn niệm xứ. Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, ra dài biết ra dài, vào dài biết vào dài, ra vào dài ngắn biết rõ, đó là thân quán. Nhưng mà thọ quán là sao? Biết rõ rằng mình đang thở ra với sự khó chịu, đang thở ra vào với sự dễ chịu. Đó là hơi thở mình kết hợp với thọ quán. Còn hơi thở mình kết hợp với tâm quán là mình biết mình đang thở ra bằng tâm tham, đang thở vào tâm sân. Đấy. Còn cái pháp quán là mình biết rõ mình đang thở ra với hỷ giác chi, mình đang thở vào bằng sân truyền cái, thì cũng là nội dung của ba cái của ba cái niệm xứ trước, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn, nó chuyên môn hóa. Tôi đang thở ra bằng hỷ giác chi, tôi đang thở vào bằng sân truyền cái, tôi đang thở ra bằng dục truyền cái, tôi đang thở vào bằng hỷ giác chi, kêu vậy biết rất rõ. Cũng biết y như thọ như tâm, nhưng mà nó chuyên nghiệp hơn chỉ vậy thôi. Thì mỗi một cái giây phút trôi qua có một cái gì đó, cái gì mà nó nổi cộm thì mình sống với cái đó. Chỉ vậy thôi, có một điều. Ai cũng mỗi khoảnh khắc chỉ sống với một tâm và một cảnh, nhưng có một điều nó khác nhau giữa người có tu tuệ quán và không tu tuệ quán ở chỗ nào. Cái anh mà tu tuệ quán, ảnh luôn luôn biết rõ cái tâm nào vừa xảy ra, cảnh nào vừa được ghi nhận, anh biết rõ. Còn cái anh mà không có tu tập á, thì cả ngày ảnh chỉ là cái xác chết biết đi thôi. Lăng xăng đang ăn thì nghĩ đến chuyện khác ngoài việc ăn, đang uống nghĩ đến chuyện khác ngoài việc uống, đang đi ở đây mà cái đầu nghĩ về ngàn dặm, đang nằm ở đây mà nhớ chỗ khác, cái đó gọi là tại bất tại, thân ở đây mà tâm ở muôn trùng viễn xứ, nên tại thì cái đó. Cho nên cái bài giảng là tôi nói nó giữ lối mòn là sao, tức là trong mỗi giây phút trôi qua chúng ta chỉ sống với cái gì nổi bật nhất, mà cái nổi bật, cái mà nổi bật đó đó, anh sống với tâm gì và anh nhắm tới cái đối tượng gì, thì cái đó là nó lại là phải quay trở lại cái chữ lối mòn. Tùy thuộc vào cái lối mòn của anh mà cái gì nó nổi bật trong mỗi giây phút mà sáu căn biết sáu trần, cái này lớn chuyện lắm. Tu tướng niệm xứ để nhận ra cái lối mòn và nên nhớ mình sống nhiều với lối mòn nào thì mình sẽ đi về cái chỗ nằm ở cuối lối mòn đó. Vậy thì con đường là gì? Con đường là cái lối dẫn về một cái đích đến nào đó, đúng không? Con đường là cái lối dẫn về đích đến. Thì tùy thuộc vào cái lối mòn nào mà mình thường đi nhất thì mai này mình sẽ đi về đó. Đấy. Cũng cái lối mòn đã gọi là lối mòn, nhưng mà lối mòn của tuệ quán đi đúng cái con đường mà chư Phật đã đi, thì cái đích đến của mình nếu đủ ba la mật thì cái đích đến sẽ là đạo quả tối thiểu là tu đồ quần. Còn nếu như mà cái lối mòn của mình á, mà nó là phiền não đó, thì khỏi nói từ biết đi gì đâu rồi. Lối mòn nó nhiều lắm, có người sống nhiều với cái thập thiện, thích bố thí, thích trì giới, thích phục vụ, thích nghe pháp, thì cái lối mòn đó nó dẫn về các cõi nhân thiên dục giới. Đấy. Thích tu tập thiền chỉ samatha, các đề mục xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió không ánh sáng hơi thở. Thì đó là cái lối mòn dẫn về phạm thiền giới. Thích tu tập về thân thọ tâm pháp, luôn sống với chánh niệm và trí tuệ, thì đó chính là cái lối mòn dẫn về giác ngộ.
Có một điều là tôi nhắc lại, tùy vào cái căn cơ của mình mà mình đi về lối mòn nào, mà cái này mới đáng sợ này. Này, cái này mới đáng sợ này. Việt Nam có câu là đi mãi thành đường. Đi mãi thành đường là sao? Có nghĩa là ngày xưa nguyên thủy đó nó không có lối đi, nhưng mà vì cắt đường cho nó nhanh thôi, cho nên nhiều người họ dẫm lên cỏ mà đi. Người thứ nhất dẫm lên đó mà đi, người thứ hai cũng thấy nó hơi có cái dấu cỏ nó vẹt vẹt đó, cũng dẫm lên đó đi. Thì cũng trải qua nhiều thế hệ dưới nhiều cái gót chân, thì cuối cùng thì cái chỗ vẹt đó nó thành ra là lối mòn, thành ra cái dấu mòn, và nó thành ra cái mình gọi là con đường nha. Ở đây cũng vậy, chúng ta đi theo, chúng ta luôn luôn đi theo cái mình thích đã đành, thì cái mình thích là lối mòn. Nhưng mà có cái này quan trọng nè, cái mình ghét nó cũng là lối mòn, các vị có biết không? Cái mình ghét nó cũng là lối mòn. Tôi không có thích ông Nhân, Nhân Úc, mà cứ ngày nào cứ đi ra vô chậm mà gặp mặt ông hoài, thì cái hình bóng của ông Nhân trở thành cái lối mòn. Tôi đang nói nghiêm túc, nó thành cái lối mòn. Có nghĩa là mỗi lần tôi nghe nói Sydney, mỗi lần tôi nghe nói Brisbane, nghe nói Úc là tôi nhớ đến Brisbane. Mà hãy nói đến Brisbane thì phải nhớ tới thằng Trang Nhân. Vì thằng Trang Nhân cũng là một cái lối mòn. Yeah. Chứ còn nhiều người nghe lối mòn mà tưởng là chắc để gì mình thích cái đó, mình gắn bó. Không, gắn bó có hai, chứ không phải thích trong đầu gắn bó. Tại cái chữ chúng sanh đó, nó từ cái tiếng Bali là sát tá. Sát tá nó có nhiều nghĩa lắm. Sát cộng với áp tá, tức là một cá thể, gọi là chúng sinh. Nhưng mà cái chữ sát cộng với áp tá nó có nghĩa là có cái một cái đơn vị, mà cái đơn vị pháp giới mà nó có cái tôi đó, cũng gọi là chúng sinh, nó theo Bà La Môn giáo. Nhưng mà chữ sát tá còn được định nghĩa rất là hay, nó từ cái động từ là sát chá tí, có nghĩa là dính, là dính. Đấy, trong vạn vật trời đất không có cái gì mà nó có cái tính năng dính giống như chúng sinh hết. Dính có hai cách, dính bằng cách là bất mãn, hai là dính bằng cách là thích thú. Khi tôi ghét cái gì đó, cái tâm tôi cũng dán lên trên đó. Đã. Mà tôi thích cái gì đó thì tâm tôi cũng dán lên trên đó. Đây. Ví dụ như là cái con đường đó là mình sợ rắn hay là sợ ma, thì mình đi mấy cây số chỗ khác không sao hết, nhưng mà hãy đi ngang cái quãng đường đó, chỉ có một cây số thôi, là mình cứ nghĩ tới rắn, nghĩ đến ma, nó lạ thì nó cũng một cách dính. Hoặc là cái quãng đường đó, cây cỏ, hoa lá nó đẹp lắm, nó đẹp lắm, mình cứ trông đến đó. Mà mỗi lần đi đến đó, cái mình chìm đắm, mình mê man, mình thưởng thức cái hoa lá, mùi thơm, thiên nhiên chỗ đó, cái đó cũng là cách dính. Mà mình sợ cái quãng đường đó là đi ngang, quãng đường có chó dữ nè, có rắn, hoặc là chỗ đó có mấy cái mồ hoang mã lạng vậy đó, mình cũng ngán. Đấy, thì mà tâm mình cũng dính. Nghe nhắc tới một người, một vật, một nơi chốn, chuyện đầu tiên là mình nghĩ đến cái mình thích và nghĩ đến cái mình ghét. Tôi bảo đảm luôn, bảo đảm cái đó. Yeah, luôn luôn. Nghe nhắc tới cái một người, một vật, một nơi chốn thì chúng ta luôn luôn nghĩ tới một cái gì đó mà mình thích hoặc mình ghét. Thì đó cũng là một kiểu lối mòn, cái gì biết không? Đó là một lối mòn. Yeah, đó là lối mòn. Thì trong bài giảng này tôi đặc biệt nhấn mạnh đến cái chữ lá mòn đó, là bà con hãy nhớ rằng tất cả những cái hình thức sinh hoạt mà của mình á, mà người ta có thể quay phim hoặc chụp hình á, cái đó chưa đủ để gọi là lối mòn, mà chính là đời sống tâm tưởng tâm thức của quý vị đó, nó mới chính là lối mòn nha. Mà lối mòn này nó gồm có hai, là những gì mình thích và những gì mình bất mãn, nó đều là lối mòn hết. Ví dụ như Bồ Tát Tất Đạt trong cái đêm mà ngài đi xuất gia, là bỏ thành mà đi đó. Thì trước cái đêm đó là ngài đi, ngài thấy là bốn cái cảnh mà lão bệnh tử tăng đó. Đấy, là ngài thấy người già, người bệnh, xác chết và vị sa môn ấy. Đó, là ngài thấy cả tâm ngài nó dính như nó khắn vô bốn cái nó liền. À, thì đó cũng là ngài quay ra là lối mòn nhiều kiếp. Thấy cái xác chết thì tự nhiên là thấy quải là muốn đi tu, thấy người già là thấy quải muốn đi tu. Đó là lối mòn. Và tới cái đêm cuối cùng đó, khi mà ngài đi ngang căn phòng, ngài thấy mấy cung phi mỹ nữ mà sau cái đêm tiệc để mừng Rahula ra đời đó, tiệc tùng đúng cung, trời ơi quá trời vui luôn. Vua tịnh vạn ban thưởng mọi người ăn uống no say, rồi tới nửa đêm về sáng thấy ai cũng mỏi mệt say sưa, nằm coi nói phơi xác giữa phòng nghiến răng, rồi áo quần xốc xếch, rồi chảy nước bỏ miếng thì tùm lum hết. Thì ngài đi ngang, ngài nhìn, ngài thấy nó giống như cái bãi tha ma vậy.
Và đôi khi mình á thì có người họ nhìn thấy mà phụ nữ và áo quần trễ nải xốc xếch, họ lại có cái lòng dục, đó là lối mòn. Nhưng có người họ thấy mà trễ nải xốc xếch nghiến răng chảy nước miếng thì họ lại gớm, họ lại sợ. Đây thì mỗi người có một cái lối mòn khác nhau. Thì Bồ Tát Tất Đạt nhìn thấy cái lối mòn, Bồ Tát sợ, Bồ Tát nhìn lối mòn đó, Bồ Tát nản chán. Và 6 năm sau có một cậu công tử tên là Giác Xá, có nhiều điểm tương đồng với Bồ Tát Tất Đạt đó, có nghĩa là cũng con nhà giàu mà được bố mẹ cất cho ba cái tòa lâu đài để sống trong ba mùa của năm á, mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Đấy, sướng vậy đó. Thì cũng một đêm kia sau cái buổi tiệc tùng ấy, thì công tử Giác Xá đi ngang qua căn phòng, nhìn thấy nguyên một cái đám mà mỹ nữ giai nhân á, coi như nằm nó nói hở hang ngỡ ngổn ngang. Rồi cái tử công tử Giác Xá nản quá. Thì là vì sao nản? Là vì trong tiền kiếp đã từng là cùng với một cái nhóm bạn chuyên môn đi thu gom mấy cái xác mà vô thường nhận để mà về quả táng, cho thứ nhất là để bảo đảm vệ sinh xã hội, và thứ hai nó cũng bớt chạnh lòng khi mình thấy cái xác mà cũng được an tái đàng hoàng vậy đó, cũng xót thương người ta chết bờ chết bụi tội nghiệp này. Cho nên là cùng với nhóm bạn chuyên môn thu gom giải quyết mấy cái xác mà trôi sông thắt cổ không ai nhận là đem về thiêu. Thì bữa đó thiêu từ thiện, thì bữa đó mấy anh em bạn mấy chục mạng đi gặp cái xác của các bà là bà cũng chết vô thừa nhận bên lề đường vậy đó. Mấy anh em mới khiêng mới vô cắt củi đốt vậy đó. Thì nó cháy được ba mớ, cái bắt đầu cái bụng cái bị biết mà, thì nó cháy ba mớ, thì tự nhiên một lúc nào đó cái bụng mình nó kín mít, nó tăng cái áp suất lên, nó kín quá, nó áp suất nó vỡ cái bụng ra, nó bung cái đứa nhỏ nó ra. Thì nguyên đám bạn nhìn thấy cái xác bà nữa là đã trương trình, là đã thấy ớn rồi, mà đốt rồi da nó nứt, nó tét ra rồi nước vàng rồi mở xèo xèo, mắt của nó lồi ra không, rồi lúc lúc gần nó rút rồi nó bà bật dậy là thấy đã nản rồi. Rồi bây giờ cái bụng mà nó bung ra đứa bé, rồi mấy người bạn nhìn ngán quá đi, mới nói với nhau câu này: nó trời ơi, mang cái thân sinh tử khổ quá, ghê thiệt chứ. Làm cười, làm mẹ cũng khổ, con cũng khổ, mình nếu mà mình có, nếu quả thật có luân hồi kiếp sau, thì kiếp trước kiếp sau đó thì mình chắc cũng đã có vô số lần bị vậy, và kiếp sau cũng vô số lần bị vậy, làm mẹ hoặc làm con kiểu này. Đấy, thì chỉ nói nhau vậy thôi, nhưng mà nó đã trở thành một cái dấu mòn, nó trở thành một cái ấn tượng, dấu ấn tâm lý, một vết hằn tâm tử. Đấy, cho nên sau nhiều kiếp mà coi như làm lành hơn, tánh dữ hơn, vung bồi công đức, thì cuối cùng ý, trong cái chót đó, thì cái anh thanh niên mà dẫn đầu cái đám từ thiện đó chính là thanh niên Giác Xá. Khi mà nhìn thấy cái mấy cái cô mà mỹ nhân giai lệ mà nằm ngổn ngang mà coi như áo quần xốc xếch trễ nải, thì công tử cái tâm tưởng lập tức nó quay về với lối mòn xưa. Thấy ngán, công tử mới nói: trời ơi, thế gian làm sao nó chặt chội quá, ta biết đi đâu về đâu. Nửa đêm nói vậy đó, rồi xỏ đôi dép đi, đi mở cửa lâu đài đi bơ bơ vậy đó, không biết đi về đâu, cứ ngán quá, ngán rồi. Không biết trong trong quý vị có biết cái tâm trạng đó không? Lúc mình chán quá đó, mình chỉ muốn mở cửa mình đi hoài, thấy có con đường là cứ đi thôi, biết đi về đâu. Thì đêm đó Đức Phật Ngài biết, Ngài biết rằng bữa nay là thanh niên này sẽ có người đắc đạo tên là Giác Xá, hoàn cảnh xuất thân lập như vậy như vậy, và Như Lai sẽ là người giúp. Nên Ngài ngồi ở cái bìa rừng, thì cậu thanh niên này cứ tự ở lâu đài đi hoài, đi băng biết tới bìa rừng, thì cái miệng vẫn lảm nhảm: thế gian này chặt chội quá, biết đi về đâu. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng: hãy đến đây này Giác Xá, ở đây không chặt chội. Thì khi thanh niên Giác Xá đến, Đức Phật là thuyết pháp cho nghe, thanh niên chứng thánh. Đây, chứng thánh. Và sáng hôm sau gia đình là học tóc đi tìm, tìm tới cái bìa rừng, họ thấy cái đôi dép của thanh niên Giác Xá, đôi dép trong kinh đô đấy, dép nó đắt tiền lắm, biết đây là đôi dép của con mình này, mà nó biết nó sống chết thế nào, sao đôi dép nó bỏ ở đây. Thì Đức Thế Tôn người mới chú miệng là: vợ và mẹ của Giác Xá hôm nay sẽ chứng đạo, nhưng mà Ngài chú nguyện rằng cho đến bao giờ mà họ chưa chứng đạo thì họ đừng nhìn thấy thanh niên Giác Xá.
ngàn chúng nguyện như vậy. Cho đến bây giờ họ chưa chứng thánh thì họ đừng nhìn thấy. Bây giờ họ nhìn thấy họ sẽ bị động tâm, sao họ chứng? Thì lúc đó giờ họ tới hỏi ngài có thấy ai đây không, thì ngài giảng pháp cho họ nghe. Họ đắp tu đồ quần xong thì ngài mới thu hồi cái thần thông. Thì lúc bây giờ cả nhà trùng phùng thấy nhau, ồ thì ra. Thì lúc bây giờ trong cái nhận thức của một người cư sĩ mà tu đồ quần, họ thấy chồng mình, con mình đã đi xuất gia rồi, họ không còn cái ý tưởng mà luyến thương phàm tục nữa, và họ để cho ngài đi tu. Đấy, ngày tuổi chứ không vù lu vù la thì lắm này. Thì cả thanh niên giá xá và thái tử Tất Đạt ấy đều là đi theo những lối mòn. Và hôm nay chúng ta đến với Phật pháp, tôi nói không biết là bao nhiêu lần, có người tham sân si ái mạng kiến nghi mạnh, có người tính tánh niệm định tuệ nó mạnh, có người cả hai thiện ác đều mạnh, chỉ chực hờ cái cơ hội mà nó sinh sôi thôi. Đấy, ai cũng có cái chủng tử làm ma và làm tiên trong người hết trơn. Bây giờ gặp cơ hội thích hợp là mình thành tiên, gặp cơ hội thích hợp là thành ma rồi. Đấy, thì cái vấn đề mình tu tập là mình tạo điều kiện để cho cái thiện nó sinh sôi. Tu tứ niệm xứ, sống kiểm soát nội tâm để mà mình xác định được mình đang có mặt trên cái lối mòn nào. Đấy, và không biết thì còn nhớ bài trong bài giảng gần đây tôi có nói, có người đi vào chùa cũng là vì thương Phật, quý Phật, kính Phật, trọng tăng, nhưng mà thiệt ra vô chùa đó là họ chỉ phải bố thí thôi. Bố thí xong rồi có họ đi về, mà trong cái đám bố thí nó chia ra tới là nhiều trường hợp. Có người bố thí để cầu cái quả nhân thiên, kiếp sau sinh ra là giàu có sung sướng. Có người bố thí là để mà là cầu danh, bố thí để mong cho người ta thấy, người ta nể mặt mình. Ai mình là đại thí chủ. Có người bố thí là để mà cầu cái quả giải thoát kiếp sau. Đó là mình thấy, chỉ riêng bố thí là mình đã thấy mấy trường hợp rồi. Đấy. Rồi có trường hợp bố thí là vì tình riêng, có nghĩa là mình tưởng là bố thí, nhưng thật ra là mình lựa chọn đối tượng, mình thích ông thầy nào, cô tăng ni nào mình mới cho, chứ không, chỉ còn mấy tăng ni khác trong mắt mình là zero. Nó có được làm gì, bố thí vì tình riêng, bố thí vì cầu danh, bố thí vì cầu lợi cho kiếp sau, bố thí để mà cầu giải thoát. Chỉ riêng bố thí là mình có thấy nó có bốn trường hợp. Rồi có người vô chùa thì họ lại phải ngồi thiền, Phật pháp thì không biết gì hết, nhưng mà cứ nghe đâu có thiền là nhào vô xin được học thiền, thích thiền lắm. Và đây tôi có biết bên châu tôi biết nhiều lắm, Phật pháp thì kiến thức chắc không có đầy cái lá me, người ta nói lá mít thì mình không được lá me, mình tiếp xúc biết không biết gì hết đấy. Nhưng mà khoái thiền lắm. Đấy, mà họ nói chuyện với tôi, họ nói họ hỏi thăm nhà đã xong dài dài thôi, bây giờ tôi xin phép dùng vô ngồi thiền chút. Tôi nghe nó họ ngồi thiền, mà đôi khi họ mới sinh học với mình, bây giờ nó họ vô ngồi thiền, thì tôi nghe tôi có cảm giác giống như một cái người mà mù chữ, mà nói chuyện xong nó thôi 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 được rồi, nghe nói chuyện này thì đi vô tôi bào chế thuốc. Chữ thì không biết. Anh coi cái chỗ nào dạy rắp dần rồi cho em tới em học, nhưng mà thôi nghe nói chuyện tới đây được rồi, bây giờ để em vô em bào chế thuốc covid được cho phải vụ covid để coi sao, mà nhờ anh giúp em coi chỗ nào dạy rắp dần bị đọc được gì đó. Mà xong rồi nó thôi nói chuyện tới đây được, để em vô em bào chế thuốc covid bây giờ thôi, ba cái vaccine thiếu dữ lắm. Việt Nam bây giờ Astra rồi Pfizer rồi Johnson, rồi bây giờ có cái Sino Phạt Ma rồi tầm lắm, em thấy thương bà, em chế cái gọi là Vina Phạt Ma rồi cho bà con mình xài. Gan vậy đó, khoái ngồi thiền lắm. Thì tôi thương họ thiệt, thương lắm, quý lắm. Chỉ tiếc thôi, chứ phải mà họ có cái nền ngon quá. Chứ còn họ đang có lối mòn đó, họ đang đi đến lối mòn đó nha. Tôi hồi đầu là tôi ngờ, nhưng bây giờ tôi tin. Hồi đầu là ngờ, nhưng bây giờ tôi tin. Tôi tin là nếu bây giờ mà có một cái vị mà coi như chứng tứ thiền ngũ thông, chứ không cần là thánh nha, chứng tứ thiền ngũ thông, tứ thiền nghĩa là thiền sắc giới đó, rốt ráo thiền sắc giới. Cộng với ngũ thông là gồm có thiên nhãn, thiên nhĩ, rồi tha tâm thông, rồi túc mạng thông gì đó. Chỉ có năng ngũ thông của phàm ấy. Chỉ cần có một vị đó thì rất nhiều Phật tử Việt Nam sẽ gọi là đắc chứng thiền định, mà có khả năng đắc chứng đạo quả. Tôi tin cái chuyện đó. Bởi Việt Nam nhiều người rất là tinh tấn. Chỉ có cái tiếc cái chỗ là cái lối mòn của họ nó hơi bị ngộ. Là sao? Lối mòn là gì ta? Lối mòn là cái con đường để mình đi đúng không? Đấy, con đường mình đi mà nó để nó thông qua những vết hằn quá khứ. Đấy thì gọi là lối mòn.
mà đã đến con đường đi thì mình cái con đường á, nó con đường nó phải có chỗ để mình trú mưa trú nắng, con đường nó phải có chỗ bán thực phẩm, con đường nó phải có cái chỗ để mình hỏi han chuyện này chuyện kia, có dân cư này nọ, thì con đường đó được xem là con đường best way, đường tốt nhất nha. Còn cái nguy hiểm nhất là cái con đường mà không có cái gì để ăn, không có cái gì để uống, con đường mà lỡ bị cái gì không biết nhờ cậy ai thì đó cũng là con đường, nhưng con đường nó mệt à, đây cũng vậy. Mình khoái ngồi thiền, mình khoái nghiên cứu Phật pháp, nhưng mà mình coi kỹ con đường mình có vấn đề không. Khoái ngồi thiền đó là một lối mòn, nhưng mà cái khoái cái con đường mà tu tập tại quán ấy, nó có nhiều con đường lắm. Tu chỉ trước quán sau, quán trước chỉ sau, chỉ quán xong tu, đó là một. Rồi một con đường nữa, có học trước hành sau, hành trước học sau, vừa học vừa hành, hay chỉ hành mà thôi. Thì cái hạng thứ tư này nè, chỉ hành mà thôi hoặc là chỉ học mà thôi, đó là con đường rất là đáng ngại. Bởi vì thời Đức Phật ấy, có những người họ chỉ hành thôi, họ đắc liền là vì sao? Là vì cái người dạy họ là ai? Người dạy của họ đó thì chắc quý vị nghe nhắc rồi biết ai rồi. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp, Ngài Ananda, Ngài Mục Kiền Liên, được chưa? Mấy vị đó có đủ sức dạy không? Hình như đủ đó, hình như đủ. Rồi bản thân mấy cái người mà mình nói là không cần học mà chỉ hành mà đắc, vậy biết họ tu bao nhiêu kiếp không? Từng gặp Phật Tỳ Bà Thi, từng gặp Phật Quyết Sát Phu, từng gặp Phật Ca Diếp, các vị chịu nổi không? Đấy. Còn mình bây giờ thì sao? Thầy mình có vị nào như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Diếp hay không? Rồi bản thân mình á, mình có chắc là mình đã từng gặp Phật này Phật kia hay chưa? Đấy. Cho nên cẩn thận. Đấy, cẩn thận cái đó. Cái là lối mòn, mà lối mòn nào cũng là lối mòn, nhưng mà có lối mòn, có đồ ăn, có thức uống, có trạm xá y tế, có bệnh viện, có chợ búa, nó cũng là một lối mòn, nhưng mà mình dễ dàng tìm tới những nơi đó. Còn có những lối mòn là bốn bề đó là lam sơn chướng khí, hầm thiên nước độc, thì cái đó là không được, không được. Thì thích ngồi thiền cũng là lối mòn, nhưng mà thích kiểu nào? Chỉ trước quán sau, quán trước chỉ sau, chỉ quán xong tu, hay là thuần quán. Rồi học trước hành sau, hành trước học sau, cùng vừa học vừa hành, hay chỉ học hay chỉ hành mà thôi. Đó cũng đều là những lối mòn, đã chưa hết. Có người duy lý, có người duy cảm. Duy lý là sao? Tu là phải là tập trung sát trừ phiền não, giới lực trong sạch, thiền định tinh tâm, không? Tuệ quán miên mật, đó gọi là duy lý. Còn cái duy cảm, tôi tu cái đường lối nào cho nó mềm mềm, nó vui vui, tu với các bạn, có thầy, tu ở cảnh đẹp, tu ăn uống cho nó dễ nuốt, chứ tu đồ nóng thì không có máy lạnh, mà lạnh thì không có máy sửa, tu đồ ăn thì đồ tàu hủ bảy món ăn ngán quá đi, chứ hồi tàu hủ chiên, tàu hủ kho, tàu rồi tàu hủ sống, rồi tàu hủ đường, mà cứ ăn hoài nó ngán quá. Phải gọi là tu di cảm, tức là tu phải ở gần cái người ông thầy nào cũng thích mới được, tu phải ở cảnh nào cũng thích mới được, không? Tu pháp môn nào tu thích mới được, pháp môn nào vui vui chứ còn gì đâu mà bà thể trượt tử thi cái người quá đi, tu cái gì đâu mà đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, thấy cũng đáng lắm. Đó là di cảm, tức là cứ lựa cái mình thích, còn cái kia là cứ chăm chăm tìm cái gì mà mình thấy nó cao siêu thẳng đường mà đi, một đi không quay lại, đó là gọi là duy lý. Duy lý và di cảm đều không xài được. Đấy. Mà mình là phải có này có kia, trung đạo mà. Hôm nay với trung đạo mình gì? Có nhiều người hiểu trung đạo là chẳng hạn, không phải, mà trung đạo là đi chính giữa với hai cái đầu tàu chân khép đàng hoàng, duyên dáng và ý tứ, chứ không phải trung đạo là chẳng hạn mà đi bẻ cái chân như bệnh xã hội nữa, phải. Đấy. Tu phải có người có ta, tu là phải có người có ta, là sao? Giới phần, định phần, tuệ phần, vô lượng phần. Tu là phải có từ bi và có trí tuệ. Chỉ có trí tuệ không, thiếu từ bi không được. Mà chỉ có từ bi mà có trí tuệ thì không được. Phải có cả hai. Phải có lý và phải có tình. Đấy. Thích người thiền, nhưng mà chà đạp, coi rẻ kiến thức giáo lý, xài được. Biết gì mà tu. Rồi cấm đầu làm con mọt sách,
không có quan tâm đến đời sống chánh niệm, bữa nào nó lăn đùng ra nó chết, đi về đâu cũng không được. Cắm đầu bố thí, làm từ thiện xã hội mà không lo Phật pháp, không lo đời sống nội tâm tinh thần, không được. Người cứ cắm đầu lo ba cái tinh chuyên thiền định gì đó, mà người hành giả tu kế bên nó hỏi mượn chai dầu gió, nó không có. có gặp rồi, coi như nó vắt chày ra nước ki bo đệ nhất bụng xỉn kẹo bóng. Mà trong kinh kể một chuyện động trời là thời Đức Phật vua Pasena đi thì chờ chút tôi khát nước quá, hãy Đức Phật ấy. Có một ông hoàng tử, ông chơi thân với một cái ông phó thường dân, thân lắm, do ngẫu nhiên là nhỏ đi ra đi vào đó, chơi rất là thân. Mà tại sao phó thường dân mà làm bạn hoàng tử được? Bởi vì cái ông phó này nè, ông là con của một người giúp việc trong cung ấy. Rồi hoàng tử có dịp gặp, thương thân nhau lắm. Rồi tới lúc hai người biết Phật pháp là trở thành đôi bạn đạo tri kỷ. Thì bữa đó mà hai ông do có túc duyên nhiều đời, có cái nhớ quá khứ, trong kinh kêu là cái khả năng là cha tí sa rát nha đi cá, có người người có cái khả năng nhớ được tiền kiếp, không có thông qua thiền định nha, không có cần đặc biệt của cái nhớ tiền kiếp. Thì hai ông bạn thân nhau lắm. Bữa cái ông hoàng tử nói, tụi mình ngày xưa cũng tu hành giống nhau, anh thấy không, giờ mình sanh ra tôi cũng biết Phật pháp, ông cũng biết Phật pháp, ông thiết tha tu hành, tôi cũng thiết tha tu hành, mà ông thấy tôi ăn uống ăn của ăn của để là thoải mái, tôi nhìn ông thấy mệt quá, cực đoan, tôi cũng cực đoan, thấy chưa. Thì cái ông kia đó, hai ông mà đời trước là hai tỳ kheo đời Phật Kajip, tu hành con lành mà bụng vị thì vì giữ giới học đạo đàng hoàng, thiền định đàng hoàng, nhưng mà thấy bạn tu mà ai túng thiếu thì cũng giúp, dư bữa thì giúp lá y, bữa thì giúp miếng xà bông, bữa thì giúp viên thuốc như vậy. Còn ông nội kia ông chủ đường thế này, cái này nguyên văn trong chú giải nói đó, người tu là phải thiểu dục, phải tri túc, có gì xài nấy. Mình mà giúp cho người khác là mình xúc phạm họ, mình là bao mòn cái gọi là tinh thần là thiểu dục tri túc của người khác. Ông nói vậy đó, tu là có gì xài nấy, không có dòm ngó của người khác là có cái gì. Bây giờ mình giúp ổng là tạo giọng thói quen rồi, mà mốt ổng bị túng ổng hay dòm ngó người bên. Thêm đó, mình khi mà có cái ý dòm ngó kiếm tiền vậy đâu còn tri túc, đâu còn sử dụng nữa, cho nên là ổng không giúp ai hết. Ổng nói là mình tu và mình sống bằng cái phước cá nhân đây. Ổng quan điểm thì ổng cho nên ổng tu suốt đời, ổng có như trí tuệ thì định giới hạnh xuất sắc đấy. Nhưng mà tới hồi đẻ ra thì ổng nghèo, nó sát sơ duy lý. Có người vô đạo là cứ cắm đầu học mà không có lo bố thí dưỡng giới, không có lo tiền định tuệ quán, đời sao sinh ra nó thông minh bằng trời, mà nó nghèo le lưỡi mà tu thiền là khó, để lo học không à. Có người lo bố thí, lo phục vụ, lo từ thiện xã hội mà không lo cái gì hết, để đời sao để là nó giàu lộng lẫy luôn, mà cái đầu nó xẻ cong rồi. Còn có đứa mà chuyên môn dưỡng giới trong sạch, đời sao sinh ra uy tín rồi nhan sắc lộng lẫy, mà vừa nhưng mà về mặt tài chánh hơi hạn chế, mà về mặt trí tuệ cũng hạn chế, phải trau nên nhớ trau rồi cái gì thì mình mới được cái tương ứng, chứ đừng có nói tôi giữ giới thì có tất cả, sai. Còn coi kỹ là thập thiện, coi kỹ trong thập thiện và thập độ ba la mật, coi giới chỉ là một phần, bố thí là một phần, trí tuệ là một phần. Cảm ơn, nhớ giùm có đúng vậy không, không có cái pháp môn nào mà chê pháp môn khác đó. Có các vị nhớ cái này nè, bị lỗi rung rung này, có dốt bị có dốt bằng trời cũng phải nhớ cái này. Cơ thể chúng ta sống được, khỏe được là nhờ rất nhiều cái hóa chất, rất nhiều cái sinh tố. Mình không thể nói canxi là quan trọng nhất rồi mình dẹp mấy cái mà B1, B2, B6, B12. Nói vậy cũng đúng. Phải có cái này mới có cái kia. Phải có canxi rồi magnesium rồi phải có chất sắt. Rồi có gan, đồng, kẽm, thiết, tùm lum trong người. Mình chỉ không thể nào mà mình tập trung như một thứ hết trơn á, nha. Được.
Tại sao mình phải đi khám bệnh định kỳ là bởi vì qua cái kết quả xét nghiệm đó, bác sĩ cho mình biết cơ thể của Du nó cần thêm cái này nè, nó cần bớt cái này nè, à, cái chỉ số này tốt nè, đó, mức này là mức tốt, còn mức này hơi thấp này nha, cái này cao mà, cái này quá cao, đó. Phải thường xuyên bị riêng cái xác, cái xác phạm này nè, cái xác bất tỉnh này nè, mà nó còn tồn tại bằng rất nhiều cái thành tố, thì nói chi là cái đời sống tâm linh và nói chi là cái dòng luân hồi quý vị. Đấy. Cho nên cái lối mòn nó quan trọng lắm. Đồng ý mình đang đi trên cái lối mòn thiện pháp, nhưng mà lối mòn thiện pháp nó có nhiều lối lắm. Nãy giờ tôi đã nói hai lối này, phải chờ lối di cảm và lối di lý đó chứ. À, mình nhìn đi, tôi nhìn cái kiểu học của vị đạo này, kiểu sao sinh ra là giỏi lắm rồi nha, nhưng mà nghèo banh xác. Còn con cha này kiếp sau là giàu lắm rồi, nhưng mà cái giàu mà có điều cái đầu cái đất sét không. Còn cha này kiếp sau thì đẹp lắm mà, vừa đẹp vừa khỏe nhưng mà nghèo lắm. Mà có trong xã hội, trong thế giới xung quanh thấy các người nó nhiều lắm, đẹp mà nghèo, đẹp giàu mà ngu, giàu đẹp khôn mà bệnh, đủ thứ hết. Các bạn ngó coi tôi nói đúng không, ai cũng có vấn đề hết. Một là khả năng tinh thần hạn chế, khả năng tài chính hạn chế, khả năng sức khỏe hạn chế, rồi khả năng giao tiếp xã hội hạn chế, mỗi người đều hạn chế. Tại sao Phật là khó kiếm? Là bởi vì tất cả hạnh lành Ngài đều quân tập ở cái mức thấp. Bố thí không ai hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, trì giới không ai hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, thiền định không ai hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, phục vụ từ tâm, thuyết pháp, thính pháp, cải chính kiến thức, điều chỉnh tri kiến, tất cả không nghe hơn Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Khi mà mấy cái này mà nó tròn rồi đó, thì coi như đó, Ngài trở thành một người mà coi như cái gì Ngài cũng biết, ai Ngài cũng thương, và đức lành nào Ngài cũng có, mà không một phước nào Ngài thiếu. Thí dụ như Lão Tử, Khổng Tử. Khổng Tử khi nói về đệ tử của mình thì Khổng Tử nói về mặt này ta thua thua đứa học trò này, về mặt kia ta thua đứa học trò kia, nhưng mà nhờ cái nào ta cũng có, cho nên ta làm thầy các con. Đó là Khổng Tử nói. Mà riêng Thế Tôn thì không. Thí dụ như nói là đệ tử của Ngài là Ngài ca diếp là đệ nhất khổ hạ, đệ nhất đầu đà, Ngài xá lợi Phật là đệ nhất trí tuệ, Ngài Bụt Tiền Liên là đệ nhất thần thông, Ngài A Nan là đệ nhất đa văn, Ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn, Ngài Sivali là đệ nhất tài lộc. Xin nói rõ, đệ nhất là trong tinh văn với nhau, trong hàng ngũ tinh văn với nhau. Chứ tất cả cái nhất đó mà so với Thế Tôn thì không là gì hết. Ví dụ Ngài Sivali, đệ nhất về tài lộc. Thời gian mà Ngài quân tập cái phước lành mà để được cái quả vị đệ nhất tài lộc chỉ có 100.000 đại kiếp, trong khi Thế Tôn là 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà một A Tăng Kỳ là 10 lũy thừa 140. Vì nghĩ thôi, 1 tỷ là chính số không, mà cái 10 lũy thừa 140 là 1 số 1, 140 số không. Thì tưởng tượng bao nhiêu triệu ức tỷ lần. Phước này nhiều lắm, phước này nhiều lắm. Ngay cả bà Gia Du kìa, mà bà trong chánh tạng mà nói câu trên đây, trong vũ trụ này ngoại trừ Thế Tôn thì về mặt thân tướng không ai hơn được ta. Bà đẹp lắm, bà đẹp lắm. Bà Quý Sa Kha rất là không bì được cái bà đó. Nhưng mà tại vì nói tới bà là nói tới Ma Phi Nha, bà đại phú trí thì chị khác bị chìm đi. Nhưng mà bà Gia Du đẹp lắm. Nói về nhân loại, đang nói về nhân loại, xin lỗi, phải nói rõ là trong cái vũ trụ này nè, mà xét về nhân loại không có ai trừ bậc đạo sĩ. Và xác nhận đẹp vậy, đẹp như vậy. Và trong kinh Asa-la-yana, trong Trung Bộ, của Nguyên Đám Bà La Môn, già có trẻ có không, tới gặp Đức Phật để vấn đạo, thì trong đó họ đang bực mình lắm, mà trong đó họ vẫn phải nói thầm câu này: thưa Sa Môn Gotama, đây là thanh niên Asajotana, một người đã có 7 đời thuần chủng, quyết thống không pha tạp với cái dòng dõi thấp kém. Đây là thanh niên Asajotana đã gọi là thuộc lòng Tam Vệ Đà. Đây là thanh niên biện tài vô ngại. Đây là thanh niên xuất thân một gia đình gọi như gia tư là của ăn của để là cực kỳ giàu có. Và đây là thanh niên Asajotana là một người đẹp trai lịch sự,
anh Tuấn Khôi Vĩ, không thua kém một ai, ở đây chỉ có đứng sau Samu Motoma. họ đang khen cái thanh niên đó, nhưng mà họ nói tới mấy cái vụ đó, ở đây là chỉ đứng sau Samu Motoma về cái anh Tuấn Khôi Vĩ thôi. Dễ sợ như Đức Lành này, vì cái lối ngày cũng đi, ngày thành Phật ngày cũng đi theo lối mòn không, nhưng mà lối mòn của ngài đó là một lối mòn hoàn bị, hoàn hảo, hoàn thiện, đấy, không có thiếu cái gì trơn. Cho nên khi mà thành rồi đó, trồng do không có thiếu, không có mẻ một gram nữa hết. Trong khi linh văn đệ tử ngài đó thì được này bắt kia, trội này kém nọ, không phình cái này lép cái kia, còn ngài thì không, ngài thì tất cả viên mãn, một gram mẻ cũng không có. Vì sao? Vì cái con đường ngài đi nó tròn đó. Còn mình cái lá, quan trọng mình có cái lá mòn, mình mỗi ngày mình coi cái con đường mà mình đang đi chắc chắn nó là lá mòn, nhưng mà cái lá mòn này nè nó có mấy cái mà mình cần nghe không, trạm xá y tế khi hữu sự, có chỗ bán thức ăn nước uống hay không, có chỗ để gọi phone, có chỗ để đổ xăng hay không, có chỗ nào dẫn ra đường highway, đường autobahn, đường lớn hay không đó. Lần này là mình thấy con đường đó mình đi mà mình không có quan tâm tới, một lúc rồi đó mình phát hiện ra cái con đường mòn này là dẫn về tử địa, về Death Valley của California. Các bạn biết được không? Ở bên Cali nó có cái Death Valley là cái thung lũng chết. Cái là đi ngồi mình vô từ tử lộ, tử địa này mình không biết. Này, vô cũng lý tưởng hóa cuộc đời. Vô là chiên tâm thiền định, tu đâu năm mấy năm phát hiện ra cái đầu trống lỏng vậy. Bắt đầu lễ hội đầu thì mình chê mấy người học, nó vô làm một sách là phí thời gian, chuyên tâm hít vào thở ra bằng chánh niệm mình đã lắm, nhưng mà nó tu vài năm lúc mà nó va chạm với sự thật nó mới dội ra, thì ra không tự mình giải quyết những cái hoang mang nghi hoặc được. Lẽ ra những cái này là một kiến thức Phật học căn bản là người ta đã không có bị rồi, còn mình á là lúc đó mình bị dướng. Mà cái này tôi nhắc là những người mà không học giáo lý này, đừng có tưởng là bắt chước người xưa không học giáo lý rồi tập trung tu rồi đắc. Tôi nhắc một chuyện thôi, thời xưa có Phật có thánh thì khác, thời nay coi chừng, thời nay không có nắm giáo lý căn bản đó, các vị dễ bị lung lạc bởi vô số thầy bà. Tin tôi đi, năm ngoái tôi là một tín nữ, tôi thờ ngài Ta Ao và tôi mê học thiền cái ngày và tôi không học giáo lý. Rồi thì năm nay một năm tới 2 năm ngày tập đó, lúc này bắt đầu mới lộ chuyện ra nè. Thưa sư rồi cái vị mà thế của sư bị, thưa sư cái internet của sư bị rớt. Dạ. Dạ thưa sư cái internet của sư bị rớt. Rớt là sao tôi nghe? Dạ, nó bị chậm. Bị chậm. Bây giờ ngay chỗ mà cái người cư sĩ nữ tu bao đó, tới lúc đó tới giờ là... Dạ. Rồi, bây giờ có nghe nó lại chưa? Bây giờ có nghe chưa? Dạ, nghe. Rồi. Bây giờ cách đây mấy năm á là tôi là một cư sĩ nữ, tôi không học giáo lý. Rồi tôi chỉ lo tôi chuyên tu theo ngài bao, tôi cứ hít vào thở ra, lai rai mỉm cười như vậy. Thì là đến một lúc rồi đó ngài tịch, thì cái vị mà giáo thọ mà tiếp nối đó, vị đó vẫn đi theo con đường đó, nhưng mà đương nhiên là vị đó có những cái quan điểm tư riêng. Thì lúc tôi làm sao? Một là tôi bị sốc, còn hai nữa tôi sẽ hoang mang không biết là ngài Tao và cái vị này tôi theo ai. Chưa hết, trong thời gian mấy năm này nè, tôi có tiếp xúc với một số thầy và bạn trực tiếp hoặc là trên mạng, mỗi người cũng đưa cho tôi một số quan điểm. Lúc đó vị giáo lý căn bản tôi không có, cho nên tôi có hoang mang, không biết bị ai đúng, bị nghĩ còn mệt đâu. Mà trong khi đó, nếu mà tôi có nền tảng giáo lý thì quá ok rồi. Đằng này là cứ nghe mà chớp, mà nhát, mà chớp, mà nhát, mà nhất là có nhiều vị họ nói, nghe rất có lý.
Mình không cần học nhiều, mình cứ nhớ rằng cái giữ cái tâm mình nó tâm tịnh, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, không tâm không bị dao động trước tình cảnh, là đó là thiền rồi. Cái câu đó rất là hay, nhưng mà tôi xin thưa rằng cái đó là mấy để mấy ông thánh ông nói, chứ còn phàm phu mình không nói như vậy được. Trong rung mình có dược sĩ bác sĩ nè, tôi hỏi thiệt các vị, nếu các vị nghĩ sao nếu tôi nói thế này, không có cần học dược học y mệt lắm, cứ là ăn uống thuốc men cẩn thận, tập thể dục thể thao, không tinh thần lạc quan, sống chỗ có không khí trong lòng là khỏe. Cái câu đó nó vừa trúng mà nó vừa trật. Nó trúng thì đúng đó, đó là mấy cái lời khuyên của bác sĩ, nhưng mà nó trật cái chỗ là không cần biết gì ngoài ra, chỉ cần biết ăn uống đàng hoàng, không thể dục thể thao, vận động cơ thể, không dưỡng khí trong lành, đầu óc lạc quan, không lành mạnh là khỏe. Nhưng mà các vị nghĩ sao với những cái này, nó có đủ để mà ngừa bệnh ung thư cho tôi, nó có ngừa được cái bệnh gan, bệnh bao tử không? Không có đủ, không có đủ, phải có thêm kiến thức gì nữa kìa. À, rồi đó là bao người là những lần bị thương tích máu me mũ máu tùm lum, thì lúc đó tôi đâu có áp dụng mấy cái này được, thấy chưa? Nhưng mà vì tôi cứ khoái, tôi làm biết học, cho nên tôi khoái mấy cái công thức nào mà nó đơn giản. Như vậy hóa ra tôi phủ nhận toàn bộ cái kiến thức của bao nhiêu dược sĩ và bác sĩ, bỏ hết, bỏ hết. Tôi chỉ tập trung mấy cái gọn thôi. Nhưng mà tới lúc hữu sự mới biết rằng chính vì tôi quá gọn cho nên tôi không đủ xài. Nhớ nha, nhớ cái đó. Cho nên kể từ hôm nay các vị tự dò xét coi trong cái lối mòn mà tốt nhất trong kinh nói là cái Asiá mà tốt nhất là Asiá phải hội đủ 7 cái này. Asiá mà tốt nhất, cái lối mòn mà tốt nhất phải hội đủ 7 cái này, giống như bên Thụy Sĩ. Bất cứ một cái làng xóm nào mà hẻo lắm, xa xôi lắm, thì nó cũng phải hội đủ 4 điều kiện, đó là điện, đường, trường, trạm. Các vị còn nghe không ta? Điện, đường, trường, trạm là sao? Điện là chỗ đó điện phải lên tới. Điện nước, điện tức là điện nước phải điện. Rồi đường là coi như xe lên tới. Điện đường, điện với đường. Trường là nó phải có trường học cho trẻ con. Trạm là ở đó là phải có gọi là trạm y tế hoặc trạm xe bus hoặc là nhà ga. Đó, phải điện, đường, trường, trạm. Chứ còn mà thiếu 4 năm được ở đây cũng vậy. Trong kinh nói bất cứ cái hành trình vạn lý nào thì hành giả cũng cần có mang một thứ, đó là chữ ba thay giác. Tôi spell, tôi đánh dần vậy đó nha. Ba là b dưới á, ba b a ba a ba thay giác, tức là th. À, phát âm theo tiếng Mỹ đi, là p a, p là Peter, a là Apple, p a, rồi chữ t, T là Tom, để là chữ H là Henry, là chữ E là empty. E for empty hả sư? Empty, E là empty. Rồi rồi double Y, hai chữ correct, là chữ A là Apple, là ba thay giác. Thì trong đó nói rằng bất cứ một cái hành trình nào nó cũng phải có được một thứ gọi là ba thầy giác. Ba thầy giác có nghĩa là gì ta? Là tiếng Hán thì là tư lương, nhưng mà tiếng Việt Nam mình gọi là hành trang hành lý nói chung. Tức là cái mà từ thức ăn cho tới y phục, thuốc men, dụng cụ, đèn pin, hộp quẹt, dao kéo gì đó, thì cái đó gồm chung tiền bạc giấy tờ, cái đó gọi là ba thầy giá. Thì cái ba thầy giá ở đây á, nó gồm có 7 món, đó là thất thánh sản. Nhớ nha, tôi nhắc lại trong kinh đó, luân hồi nó là một cái cuộc hành, nó là gồm hai hành trình sanh tử và hành trình giải thoát. Thì cả hai hành trình này đều rất cần đến cái gọi là hành lý hay là hành trang. Thì cái hành lý hành trang đây nó gồm có 7 thứ, đó là tính, thí, giới, văn, tàm, quý, trí. Tính là chánh tính, phải định nghĩa tính là chánh tính, có nghĩa là niềm tin vào cái thiện, tin vào cái nhân quả, nhân nào thì quả nấy, không tính tin này nhân nào quả nấy, nhân thiện dẫn đến quả lành, nhân quả lành là gì ta, là được cái hỷ lạc, còn nhân ác thì dẫn đến quả khổ, tức là khổ ưu, không? Thiện thì hỷ lạc, mà ác thì dẫn đến khổ ưu, đó là niềm chánh tính. Tính thí có nghĩa là tùy thức tùy sức mà trao ra cái gì đó thuộc tinh thần vật chất của mình cho người khác. Đó, tùy sức mà trao ra. Luôn luôn mong người ta cũng được như mình, cho nên mình không có tiếc gì hết, không giữ lại, đó gọi là thí.
thí phải định nghĩa như vậy đó, chứ không phải thí là cầm cho là không được, cầm mấy chuyện tay cho mà tâm siết lại cho cái kiểu thả diều, nhưng phải thả chim là không được, không? Cho đây là cho kiểu thả chim buông ra thì thôi, còn cái kiểu thả diều tức là cho cái dây còn giật nắm lại không được, tính thí. Giới ở đây có nghĩa là có cái khả năng gọi là tiết chế được cái hoạt động của thân khẩu. Làm cái gì cũng tự xét coi nó có hại mình, hại người đời này, đời sau hay không. Đó gọi là giới, tiết chế hoạt động của thân khẩu gọi là giới. Văn ở đây có nghĩa là cái lòng hiếu học, thích lắng nghe cái điều hay lẽ phải từ các bậc minh sư thiện hữu. Văn ở đây không đòi hỏi các vị phải uyên bác, uyên thâm, bác đại tinh thâm không phải. Mà văn ở đây là lòng hiếu học, luôn luôn là sẵn sàng lắng tai để mà tiếp thu cái điều mới, điều phải, cái điều hay lẽ phải mà mới mẻ, không có dậm chân tại chỗ theo cái kiểu mà gà què ăn quẩn cối xay, học ba mới bằng lá me lá mít, tự cho mình là cái rúng của vũ trụ, là trung tâm minh triết, là đại diện cho gọi là trí tuệ của vũ trụ, là đỉnh cao tâm linh gì đó phải nha. Mà văn cái này có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng mở cái lòng ra để tiếp thu cái mới. Đấy. Tàm, quý tàm đây tức là thẹn, biết thẹn khi mà mình nói làm suy tư chuyện bậy. Quý là biết sợ khi mà nói làm suy tư chuyện bậy. Tàm đây có nghĩa là biết thẹn, thẹn là có hai. Thẹn dựa vào mình mà thẹn dựa vào người. Thẹn dựa vào mình có nghĩa là người như mình mà mình lại như vậy hay sao. Rồi cái thẹn vì người có nghĩa là mình có mặt trong đoàn thể, mình là người của họ Trần, mình là người Việt Nam, mình là dân da vàng, mình là người Phật tử mà mình lại như vậy hay sao? Thì đó gọi là cái thà tàm đó, nó dựa vào người ngoài, còn cái tàm thứ nhất là dựa vào bản thân, nghĩa là người như mình mà mình lại như vậy hay sao? Nó là tàm có hai, là dựa vào mình và dựa vào người. Còn cái quý là sợ, còn cái bốn tức là sợ khi mình sắp nói là mà suy tư chuyện bậy á, thì có được một trong bốn cái nỗi lo sau đây. Một là sợ lương tâm cắn rứt, nghĩ cho mình làm này suốt đời này mình có ở lòng có yên hay không, tối ngủ có nhắm mặt được hay không. Đấy, đó là thứ nhất là sợ lương tâm cắn rứt. Thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị, cái là mình làm gì rồi dư luận xã hội, dư luận thiên hạ họ nghĩ sao về mình, họ nói sao về mình. Các vị còn nghe không? Dạ chúng con còn nghe sư. Dạ cảm ơn. Rồi cái thứ ba đó là sợ pháp luật trừng trị. Đấy, mình làm này mình coi như pháp luật mà biết cũng mệt, bị pháp luật sợ gái đó. Rồi thứ tư là sợ bị báo ứng đời, là sa đọa chẳng hạn. Đấy, nó là quý. Thì chỉ cần một trong bốn cái này cũng đủ để cho mình không có làm việc bậy. Một là sợ lương tâm cắn rứt, hai là sợ dư luận thiên hạ người ta đánh giá, thứ ba là sợ pháp luật, thứ tư là sợ quả báo phổ ứng đời sau. Tính lý giới văn tàm quý, rồi tới cuối cùng là trí. Trí ở đây là sao? Là trí đây là biết rõ rằng mọi thứ ở đời này đều có nhân có quả, mọi thứ đều do nhân mà có, và có rồi đều phải mất đi. Đó là trí. Trí biết rằng đó, ta phải chịu trách nhiệm những gì ta nói làm và suy nghĩ. Ta thích sanh tử thì ta sẽ hành động theo hướng sanh tử. Ta chán sanh tử thì ta sẽ hành động theo cái hướng chán sanh tử. Đấy. Ta sống đời dục giới thì ta sẽ sanh về cõi dục giới. Ta sống đời phạm thiên thì sẽ sanh về cõi phạm thiên. Ta sống cái đời của bậc thánh buông bỏ thì ta cũng sẽ buông bỏ, không còn tái sanh trong ba cõi sáu đường ngũ thuốc lục đạo nữa. Đó là trí. Không? Trí về nhân quả, trí về tam tướng là vậy đó. Không? Thì là bảy cái này cộng lại được gọi là tư lương hay là hành trang. Thì bất cứ quý vị đi con đường nào mà có được bảy cái này nè, thì bảy cái này mình có thể gọi nó là bảy món hành trang cũng được, hoặc là bảy thứ có trên đường cũng được, nói sao cũng được hết, miễn là đi đâu cũng phải có bảy cái này. Bảy cái đó dính vô người mình, hoặc là nó bên lề đường, nói chung là nó là hành trang, hoặc là những thứ có bên lề đường, nhưng mà miễn sao là ở đâu có bảy cái này thì khác. Còn bất cứ cái lối mòn nào quý vị đi mà cứ bị dò dò, quý vị thấy nè, có tính, có thí, có, nhưng mà không có giới. Có tính, có thí, có giới, nhưng mà nó không có cái văn. Văn cái kiến thức giáo lý không có. Rồi tàm, quý, yếu quá. Rồi trí,
mình cũng mờ nhạt lắm, mình khoái bố thí, khoái ngồi thiền thôi. Như vậy mình biết rằng hành trang mình không có đủ nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Thì mình nhắc lại lần nữa, toàn bộ đời sống này dầu luân hồi giải hay giải thoát, chúng ta liên tục đi trên những lối mòn thôi. Mà có điều lối mòn đó đó, nó mình tại sao mình chọn nó giữa bao nhiêu lối mòn khác, là vì tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Và hãy nhớ cẩn thận, dầu biết hay không, dầu muốn hay không, thì chúng ta luôn luôn có mặt trên một lối mòn nào đó ở mỗi phút giây, chứ không phải là cả đời chỉ có một nha, có nhiều lối mòn lắm. Có lúc thì khi chúng ta hành thiện là chúng ta đang đi theo cái lối mòn thiện, mà làm bậy thì cũng đang đi theo lối mòn bậy. Mà các vị biết lối mòn để làm bậy nó nhiều lắm, và lối mòn hành thiện nó cũng nhiều lắm, phải không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là con đường nào mình thường đi nhất, nó sẽ chính là cái hành trình tương lai của mình. Đây. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại tuần sau. Dạ, giảng đúng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi luôn.